Hello, xin chào tất cả các bạn quay lại channel Rider Kids Scarborough Geek, phần phân tích trailer của tập 2. Thế giới này sẽ như thế nào và nó sẽ diễn ra với trò chơi đầu tiên là gì? Khu rừng bí ẩn và tại sao chàng trai bí ẩn Ace anh ta là tham chiến trong khi thực chất anh ta là người đã thắng trò chơi này. Bắt đầu phân tích với mình nào. Rider Kids bắt đầu clip thôi. Theo tình hình của Scarborough Geek tập 2, chúng ta không thể ướm chừng được trận chiến sẽ tiếp tục diễn ra và trò chơi lại bắt đầu. Chúng ta đã tuyển chọn những nhân vật mới để tham gia trò chơi mới và người chiến thắng trong trò chơi phần trước lại chính là nhân vật chính Ace. Anh ta sẽ trở thành một game master hay một smurf đi hành gà. Và tại sao anh ấy lại không ở ngoài cuộc mà lại ham chiến luôn ở tập 2? Chúng ta sẽ cùng lý giải những bí ẩn đó và đưa ra giả thuyết của mình về sự kiện sẽ diễn ra trong Scarborough A nha. Trong Scarborough Geek đầu tiên, người đàn ông Ace bí ẩn là nhân vật chính của chúng ta thì lại xuất hiện như một tên phản diện, một kẻ có sức mạnh tuyệt đối và áp đảo các trò chơi. Trong khi Kewa, Second Rider lại trở thành một main chính điển hình, một người yếu đuối và tình cờ nhận được sức mạnh khi thấy một anh hùng ra tay cứu giúp mọi người và muốn trở thành giống như vậy. Một tiết phim vô cùng thú vị. Tại sao tên Ace hay nhân vật chính của chúng ta lại tạo nên thế giới? Như khả năng của anh ấy thì có vẻ anh ấy ao trình cả trò chơi này trong lúc anh ấy thể hiện cũng như phá hủy tòa lâu đài, thứ được coi là mạnh nhất trong cả trò chơi. Liệu anh ấy có thật sự rất đam mê trò chơi như thế này và cảm thấy đây mới là cuộc sống của mình nên sẽ tạo những thử thách khó hơn là chỉ là một phi thuyền cũng như là đám rệp? Và trong tập 2, những hình ảnh leak ra tập 2, chúng ta thấy được tên quái vật đầu tiên ở thế giới này. Có lẽ nào hắn cũng là do anh ấy tạo ra và anh ấy cũng tham chiến với hình dạng push, quá nhiều bí ẩn xoay quanh trò chơi. Và tại sao A vừa tập đầu tiên lại được chọn là người thắng cuộc chứ không phải là một quá trình dài như bao bộ phim khác? Với màn ham chiến của anh ta với tên ác quỷ này, có lẽ như cách tạo ra tên ác quỷ đã khiến những người chơi mới không đủ khả năng để đánh bại hắn nên bắt buộc anh ta phải xuất hiện và hành gà. Với trang phục thì có lẽ anh ta sẽ cố gắng gia nhập vào tất cả mọi người để tỏ ra mình là một người bình thường. Đúng như mô típ, những tên smurf hành gà luôn tỏ ra thân thiện và giúp đỡ những người chơi mới, trong khi thực chất thì bản thân đã là game master từ lâu lắm rồi. Đó là lý giải của mình xoay quanh gì sẽ xảy ra trong Scarborough Geek tập 2 và những người chơi được tuyển chọn ở cuối tập 1 cũng như xuất hiện đầu tập 2 là những rider mới. Có thể thì rất là nhiều người giống như phần trước nhưng mà họ không xuất hiện liền, có thể là một đoạn tour nhanh thời gian, hoặc là những người đó trong lúc để trở thành rider thì họ không chấp nhận và họ đã bị trừ khử theo một cách tàn độc nhất, nên vì vậy chúng ta chỉ còn lại vài rider hiện tại còn chiến đấu mà thôi. Và như trong đoạn cuối tập 1, chúng ta thấy ngoài những rider, ngoài những người mặt có vẻ sáng sủa và có khả năng trở thành diễn viên thì có rất nhiều người khác được trở thành common rider. Trong 7 rider xuất hiện trong khung ảnh thì có rất nhiều rider chúng ta đã được điểm mặt rồi, nhưng những người được tuyển chọn có quá nhiều nhân vật phụ và chúng ta thấy ở phòng chờ cũng khá người. Tại sao những người này được chọn? Theo mình nghĩ những người này được chọn là do họ là những người đã sống sót trong trò chơi trước. Chúng ta vẫn có là người chơi cũ là tên trâu, sức mạnh trâu và zombie của hắn. Hắn ta vẫn còn vì hắn ta chưa hề thua cuộc. Còn những người chơi mới thay thế có thể là những người đặc biệt giống Kewa cũng như cô nàng Dreamer. Bọn họ là những người sống sót còn lại trong trò chơi cũ sẽ được tuyển chọn tiếp để trở thành trò chơi mới. Đây là quy luật của Game Master hay là quy luật của A tạo ra thì trời mới biết. Còn A cuộc sống hiện tại nấy đã chiến thắng trò chơi và thế giới này là của nấy. Trang phục cũng như xe cộ của nấy đã quá khác biệt, tỏ ra là một tên chủ tịch, một kẻ thao túng tất cả mọi thứ. Nhưng liệu thật sự có đơn giản như vậy hay không? Và nguyên tắc của A, anh ấy vẫn chơi như người bình thường và sử dụng những item rải rác trên khắp mọi nơi. Thứ mà anh ấy sử dụng đầu tiên chính là chiếc item tạo ra sức mạnh của nước. Form này khá xấu. Và tất nhiên, lần trước chúng ta đã có Boost Magnum thì lần này Boost sẽ là form chính của tập 2 để được thể hiện. Chúng ta cũng thấy được tạo hình của những tên rệp cũng đã thay đổi ít nhiều, chúng giống người dân hơn bao giờ hết. Liệu đây có phải là điều gì đó đặc biệt hay tất cả những người dân đã bỏ mạng ở tập trước lại chính là trở thành những tên quái vật này? Vậy trò chơi này thật sự quá đen tối. Đó là những giả thuyết nhanh của mình về Scarborough Geek cả tập 1 đến tập 2. Do tập 2 chỉ là trận chiến của những người mới tham gia cũng như sự thể hiện là một người thân thiện của Geek với tất cả mọi người. Chúng ta sẽ cùng đón xem Scarborough Geek và tương lai của nó như thế nào. Và đó là những gia đình của mình về tập 2 Scarborough Geek. Tất nhiên những tập đầu tiên này chúng ta vẫn chưa đủ dữ kiện. Nếu các bạn xem hãy cố gắng để đóng góp ý kiến thay vì đưa những comment tiêu cực nha. Cảm ơn xin. Bye.